chào các bạn, tôi là My, nhân viên Panasonic. Như các bạn đã biết, dòng tủ lạnh của Panasonic là tiêu biểu cho tinh hoa ngành sản xuất tại Nhật Bản. Từ năm 1953, đã có hơn 90 triệu sản phẩm tủ lạnh đã được bán ra trên khắp xứ sở mặt trời mọc, cũng như trên toàn thế giới. Tự hào với lịch sử lâu đời, Panasonic luôn đặt chất lượng sản phẩm lên hàng đầu. Dù sản xuất ở bất kỳ quốc gia nào, thì công nghệ chế tác Nhật Bản của Panasonic luôn được giữ vững. Và ngày hôm nay, tôi sẽ giới thiệu đến các bạn dòng tủ lạnh ngăn đá trên mới của Panasonic tại Việt Nam được sản xuất nội địa. Với dòng tủ lạnh này, không những đem lại tính thiết thực cho cuộc sống mà còn đem lại sự sang trọng cho phân khúc tủ lạnh tầm trung. Và ngày hôm nay, tôi sẽ giới thiệu đến các bạn 6 model mới của dòng tủ lạnh mới này. Đầu tiên sẽ là hai model NRBL267VFV1 và NRBL268VFVN có dung tích là 234 lít. Tiếp theo sẽ là hai model NRBL308BFVN và NRBL308TKVN có dung tích là 271 lít. Và cuối cùng sẽ là hai model NRBL348BFVN và NRBL348BKVN với dung tích là 303 lít. Đối với những model có mã BKVN có cánh cửa tủ màu đen, đem lại sự sang trọng cho không gian bếp cá tính. Còn đối với những model có mã BFVN và VFV1, màu kính cửa tủ là thép không rỉ và bạc ánh kim thì lại phù hợp với những gian bếp truyền thống, nhưng cũng sẽ rất khó lỗi thời. Các bạn thân mến, nhìn vào sản phẩm thì chúng ta sẽ rất ấn tượng ngay bởi sự sang trọng nhờ vào thiết kế đơn giản nhưng rất tinh tế. Thiết kế không viền thì sẽ giúp loại bỏ những chi tiết gây rối mắt. Những dòng tủ lạnh thông thường, khi các bạn vệ sinh thì bụi bẩn có thể bám vào khe tủ. Nhưng đối với dòng tủ lạnh Panasonic thiết kế không viền thì bụi bẩn sẽ được lau sạch một cách dễ dàng, giúp cho sản phẩm của chúng ta luôn sạch sẽ và giữ được độ mới. Đặc biệt giống như chúng ta đã nói ở trên, model có mã BKVN được làm từ chất liệu thép đen bóng cao cấp, mà màu đen đang là màu rất được ưa chuộng theo xu hướng hiện nay, giúp chúng ta liên tưởng đến tủ lạnh được làm bằng mặt gương sang trọng. Do đó, dòng sản phẩm này sẽ rất phù hợp với những gia đình ở thành thị cũng giống như những gia đình có mức thu nhập trung bình khá trên khắp các tỉnh thành cả nước. Kết hợp với cánh cửa tủ không viền là tay cầm mạ drum. Tay cầm mạ drum này sẽ hướng về người nhìn theo nhiều góc độ. Ở góc độ nào thì chúng ta cũng có thể dễ dàng thấy điểm nổi bật này. Ngoài ra, điểm đặc biệt hơn đó chính là lớp phủ ngoài lớp drum sẽ làm một lớp nhựa trong tạo hiệu ứng 3D đẹp mắt, giúp cho tay cầm drum của chúng ta luôn giữ được độ bóng sáng đẹp lâu hơn. Bên cạnh đó, Panasonic không chỉ cải tiến ở cánh cửa tủ, mà lớp bọc xung quanh cũng là lớp nhựa cách nhiệt. Đối với lớp nhựa này, không khí xung quanh tủ không bị nóng lên khi tủ lạnh hoạt động. Và bên cạnh đó thì nóc tủ cũng làm bằng phẳng, làm bằng chất chống cháy, thì chúng ta có thể tận dụng để bỏ những vật dụng nhà bếp, tiết kiệm không gian mà không gây nóng hoặc là nguy hại cho đến những thành viên trong gia đình. Và bây giờ chúng ta hãy cùng khám phá nội thất bên trong chiếc tủ lạnh này nha. Đầu tiên thì chúng ta có thể thấy dung tích ngăn đá rất lớn. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ thấy được là hộp đá kính làm đá linh hoạt. So sánh với những dòng tủ lạnh khác thì hộp đá chỉ đơn thuần là một hộp nhựa hở thì rất là dễ bị lẫn mùi của các thực phẩm khác. Nhưng đối với hộp đá này thì hộp đá kính có một lớp vỏ bọc nhựa bên ngoài thì giúp chúng ta ngăn mùi tối đa của các thực phẩm khác, giúp đá của chúng ta sẽ được vệ sinh và sạch sẽ hơn. Hộp đá này còn có một đặc điểm nữa, đó chính là không gắn cố định vào bất kỳ vị trí nào. Chúng ta có thể dễ dàng di chuyển qua những vị trí thích hợp và tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng của chúng ta. Thậm chí chúng ta có thể đem hẳn ra ngoài để tăng diện tích của ngăn đông. Và chúng ta có thể thấy bên cạnh tủ thì có tích hợp một hộp thịt nhỏ có nắp kín. Hộp thịt này thì chúng ta có thể đựng thịt cá tươi sống mà không sợ lẫn mùi từ các thực phẩm từ ngăn đông. Với một thay đổi nhỏ trong thiết kế như thế này thôi thì cũng giúp hữu ích trong việc bếp núc của chúng ta, có đúng không? Và chúng ta hãy tiếp tục khám phá ngăn lạnh phía dưới với những thiết kế vô cùng tiện lợi. Đó chính là ngăn rau củ công nghệ RedShape của Panasonic. Đối với những dòng tủ lạnh thường thì ngăn đựng rau củ đơn thuần chỉ là một hộp nhựa đựng thực phẩm. Nhưng đối với ngăn công nghệ RedShape của Panasonic thì rau củ tươi sống có thể trữ đến 7 ngày. Bí quyết ở đây chính là gioăng cao su dày chạy dọc theo bên trên nắp ngăn rau củ, giúp làm kín ngăn rau củ và nắp của nó. Như vậy, dòng khí lạnh sẽ không thổi trực tiếp vào trong ngăn mà sẽ đi vòng qua xung quanh và làm lạnh từ từ cho rau củ của chúng ta.
Hơn nữa, nước từ rau củ bốc hơi lên cũng không thoát ra ngoài, giúp rau củ của chúng ta được lưu trữ trong môi trường có độ ẩm cao hơn. Và chắc chắn thực phẩm của chúng ta sẽ tươi hơn, đúng không nào? Về tính năng thì dòng tủ lạnh này được trang bị một hệ thống khử mùi kháng khuẩn tinh thể bạc IG Clean, giúp tủ lạnh hạn chế những mùi khó chịu. Bộ làm lạnh dòng cung thổi khí lạnh qua xung quanh, kết hợp với bộ kháng khuẩn tinh thể bạc sẽ giúp những thực phẩm không bị lẫn mùi vào nhau, ngay cả khi để nhiều loại thực phẩm khác nhau trong ngăn lạnh. Và đây là khay kính chịu lực. Các bạn thấy đó, tôi có thể đặt một nồi súp chứa đầy canh súp lên đây mà không lo lắng gì khi sức chịu đựng của ngăn kính này lên tới 100kg. Và các bạn có thể nhìn thấy phía trên góc trái của cánh tủ, đó là logo Inconavi và Inverter. Đây chính là công nghệ tiết kiệm năng lượng tối ưu, đem lại hiệu quả cao cho dòng tủ lạnh này. Inverter chính là công nghệ kiểm soát tốc độ quay của máy nén, sẽ nhanh hơn khi lượng thực phẩm trữ trong tủ nhiều, và ngược lại giúp tối ưu hóa lượng điện năng tiêu thụ ở mức tối đa, mang lại hiệu quả cho dòng sản phẩm này. Nhưng đối với dòng tủ lạnh thông thường, không có công nghệ Inverter, khi nhiệt độ trong tủ hạ thấp hơn mức quy định, thì việc tủ lạnh sẽ chuyển sang trạng thái off, có nghĩa là ngưng hoạt động tạm thời. Sau đó nhiệt độ lại tăng lên, thì tủ lạnh lại chuyển sang trạng thái on, có nghĩa là vận hành lại ngay từ đầu. Việc bật tắt như vậy thì tủ lạnh sẽ không thể duy trì nhiệt độ ổn định, thì máy nén sẽ phải vận hành hết công suất để lấy lại độ lạnh ban đầu. Do đó thì lượng điện năng tiêu thụ rất là lớn. Còn đối với tủ lạnh có công nghệ Inverter, hay còn gọi là công nghệ kiểm soát tốc độ hoạt động của máy nén, đây được xem là bộ não vận hành của tủ lạnh. Số vòng quay được điều chỉnh dựa vào tình trạng sử dụng, vì thế nhiệt độ làm lạnh được duy trì ở mức tối ưu. Ban ngày, khi tình trạng sử dụng thường xuyên, máy nén sẽ tăng số vòng quay để làm lạnh nhanh hơn. Ban đêm, khi bạn ít sử dụng, máy nén sẽ chỉ duy trì tốc độ quay vừa đủ để làm mát, giúp năng lượng làm lạnh thấp nhất, tiết kiệm tối ưu hao phí điện năng. Cảm biến Econavi phát hiện hao phí điện năng qua các cảm biến thông minh: cảm biến nhiệt độ phòng, cảm biến tần suất đóng mở tủ, cảm biến nhiệt độ bên trong tủ. Kết hợp hai công nghệ Econavi và Inverter sẽ giúp kiểm soát năng lượng linh hoạt, tiết kiệm năng lượng vượt trội. Điểm đặc biệt là các bạn hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng mỗi ngày, vì máy nén của chúng ta có thể bảo hành lên tới 12 năm. Tự hào là hàng Việt Nam chất lượng Nhật, chúng tôi cảm ơn các bạn đã sử dụng và tin dùng dòng sản phẩm tủ lạnh của Panasonic. Để biết thêm về dòng sản phẩm này, cũng như những dòng sản phẩm khác của Panasonic, các bạn vui lòng liên hệ trang web www.panasonic.com/vn. Hoặc khi có thắc mắc gì về chế độ bảo hành, các bạn liên hệ tổng đài 1800 1593 để được hỗ trợ miễn phí. Giờ làm việc là từ thứ Hai cho tới Chủ nhật, 8:15 cho tới 17:30. Những thông tin về khuyến mãi cũng như thông tin về sản phẩm sẽ được chúng tôi cập nhật liên tục tại website cũng như Facebook của Panasonic qua trang web www.facebook.com/panasonicvietnam. Panasonic xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm và ủng hộ của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại. Panasonic.